Rồi, xin chào các bác nhé. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Hyundai Trường Chinh Sài Gòn. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về con xe Hyundai Kona. Và đây chính là phiên bản giữa, phiên bản 2.0 AT đặc biệt. Nó có 3 phiên bản nhé, đây là phiên bản giữa. Thì bản này đang có cái giá niêm yết là 699 triệu, giảm giá lên tới 68 triệu. Giảm xong thì nó còn khoảng 631 triệu thôi. Đó là một mức giá rất là hợp lý. Và đây là một cái mức giảm rất là tốt, tốt nhất từ đầu năm đến giờ. Vậy thì con Hyundai Kona phiên bản 2.0 AT đặc biệt này thì nó có cái gì hay, nó có cái gì hấp dẫn, có cái gì là thế mạnh của nó trong cái phân khúc? Thì để tôi giới thiệu cho các bác trong những phút sắp tới nhé. Nếu như các bác đang tìm một con xe mà nó có cái mức giá rẻ, trang bị hợp lý, không quá câu nệ về thương hiệu, ở phân khúc crossover hạng B thì các bác nên chọn con MG ZS phiên bản nhập Thái, còn đẩy giá rất là hợp lý. Còn nếu như các bác đang tìm một con xe mà nó dung hòa tất cả các yếu tố, kể cả thương hiệu, kể cả giá bán, trang bị, công nghệ an toàn, mọi mặt luôn, thì các bác nên chọn con Kia Seltos. Vậy thì con này nó có thế mạnh là gì? Thế mạnh của nó có hai điểm. Thứ nhất là về động cơ rất mạnh ha. Cái thứ hai đó là về các trang bị an toàn. Đây là con xe mà có các cái trang bị an toàn nhiều nhất trên phân khúc hạng B hiện tại ở Việt Nam luôn. Còn mấy con như là HRV thì không quan tâm, tại vì nó bán quá ít. Những con khác không liệt kê thì doanh số thấp lắm, không có so sánh ở đây. Đấy, vậy thì nếu các bác đang tìm một con xe mà nó có cái cảm giác lái nó tốt nhất trong phân khúc B thì nên chọn con này. Hoặc là lựa chọn một con xe mà có các cái trang bị an toàn tốt nhất thì nên chọn con này luôn. Đây là cái con xe được thiết kế cho thị trường châu Âu nha, không phải thị trường Đông Nam Á mình. Cho nên là ở thị trường châu Âu nó có những cái tiêu chuẩn khác. Ở thời điểm bây giờ năm 2021 thì con Kona này đang bị thất thế so với Seltos, tại vì Seltos nó ra sau nó khắc phục những nhược điểm, ví dụ như về kích thước và những cái trang bị khác. Ở Kona thì nó quá dư thừa về động cơ đi, thậm chí là về những trang bị an toàn là có thể gọi là nó vượt tầm phân khúc của nó. Nhưng mà các thứ khác thì nó lại bị đuối so với các đối thủ, như là kích thước con này thì nhỏ quá, vô cái con xe này thì nó hơi tù túng, người ta mua Seltos nó sẽ hợp lý hơn, nó dung hòa hơn nhiều thứ. Cho nên ở thời điểm hiện tại thì Kona thực sự là bán chậm hơn Seltos khá nhiều, nhưng nó vẫn có những cái hay riêng của nó ha. Rồi nhắc lại một xíu nha, khuyến mãi con này đang tới phiên bản này đang được khuyến mãi lên tới 68 triệu. Giá bán thực tế của nó tại đại lý Hyundai Trường Chinh chỉ còn là 631 triệu, giá chưa lăn bánh. Thuế phí lăn bánh tại Sài Gòn sẽ tầm 730 triệu, còn lăn bánh ở tỉnh sẽ hơn 700 một xíu thôi. Các bác muốn biết chi tiết thì vui lòng gọi cho tôi theo cái số trên tiêu đề, hoặc là kết bạn Zalo theo cái số đấy nhé. Có nhiều màu cho các bác lựa chọn và sẽ hỗ trợ cho các bác vay 80% nha. Cá nhân doanh nghiệp gì vay được hết. Các cái tư vấn sâu hơn thì các bác vui lòng gọi trực tiếp cho tôi. Xe này ra mắt năm 2018 nhé, bây giờ là 3 năm rồi đấy. Về thiết kế mặt đầu này thì các bác sẽ thấy là đối với màu đen này thì các bác nhìn nó gần như là nó đen hết ha. Ở các cái vùng sáng thì nó chính là cái đèn ha. Trên này nó sẽ là đèn LED ban ngày. Đây chính là cụm đèn pha này. Cốt pha của nó cũng là đèn LED nhé. Và nó có một cái đèn, nó gọi là cái đèn chiếu góc, chính là cái đèn này nè. Tức là khi mình đánh lái ở cái tốc độ dưới 15 km/h, nó sẽ bật cái đèn trợ sáng lại lên đó, để giúp mình quan sát tốt hơn. Còn ở đây nè, đây chính là cái đèn sương mù halogen. Đây là full LED nhé, cốt pha LED, còn dưới này là halogen. Bản này thì lưới tản nhiệt đen thôi, không có sơn, không có làm gì hết. Về động cơ thì bản này sử dụng động cơ 2.0 lít hút khí tự nhiên. Động cơ này cho ra công suất khoảng là 149 mã lực, 180 Newton-mét. Với thông số này là mạnh nhất phân khúc B rồi đó các bác. Đi kèm là hộp số 6AT. Thì các bác tưởng tượng như thế này nè, cái động cơ này nè nó gắn chung trên con Tucson bên kia. Hai con xài chung chung động cơ, chung hộp số luôn. Nhưng mà con này nặng có 1 tấn 330 kg, con bên kia là 1 tấn 550 kg, tức là con kia nặng hơn, con này hơn 200 kg. Cùng một cái động cơ hộp số như vậy gắn lên hai con thì chắc chắn con này nó mạnh hơn rất nhiều, các bác tưởng tượng ha. Nó nhẹ hơn 200 kg thì chắc chắn con này chạy cực kỳ mạnh luôn. Các bác có thể đến Hyundai Trường Chinh để lái thử, để trải nghiệm. Bên này thì con Kona được trang bị bộ mâm kích thước cũng tương đối lớn so với phân khúc B. Đây là kích thước mâm 18 inch, và cái lốp của nó bề ngang lốp á, bề ngang bên trên á 235, to thì giúp bám đường hơn nhưng cũng ồn hơn. Thì cái bề ngang lốp của mình, của con xe Kona, nó tương đương với con Santa Fe luôn đó các bác. Cảm biến áp suất lốp nguyên zin theo xe nhé, trang bị 4 phanh đĩa.
Về khoảng sáng gầm thì không cao lắm đâu, không cao so với xe tốt đâu. So với mặt bằng chung thì khoảng sáng gầm này cao hơn sedan thôi, chứ không cao hơn các con khác. Đèn tự động, gạt mưa tự động, xi nhan trên gương, gương có sấy kính, gập điện, chỉnh điện, gập bằng remote nhé. Trong kính này là có sấy, và nó có cảnh báo điểm mù trên gương này các bác. Đây là trang bị rất là xịn nha, không nhiều xe ở cái tầm giá hơn 600 được trang bị cái cảnh báo điểm mù đâu. Tay nắm cửa thì sơn cùng màu rồi. Thanh gia nóc. Bản này thì nó không có cửa sổ trời, bản cao nhất thì mới có. Do đây là cái không gian nó không được rộng cho nên tôi không quay hết cái bề ngang được. Xe này nếu như các bác đi hai người lớn, hai trẻ nhỏ thì vô tư. Nói chung là đừng có đi 5 người lớn, đừng có đi 4 người lớn thì ok. Cứ đi 2 người lớn hoặc 3 người lớn trên con xe này là rất vô tư nhé. Còn các bác cần một cái xe mà kích thước thực sự tốt thì cứ chọn xe tốt nhé. Hoặc là cố thêm tí nữa mua Tucson cho nó thoải mái. Phía sau này thì vẫn là phanh đĩa, cảm biến xuống lốp và treo sau là thanh xoắn nhé. Treo sau những con hạng B tại Việt Nam á, đều là cấu hình là treo sau thanh xoắn cả. Trước là MacPherson, ngay cả MG ZS hoặc là HRV hay là Peugeot 2008, thậm chí là con Toyota Cross 900 triệu nó vẫn xài cái treo sau là thanh xoắn như con này thôi. Đèn hậu. Tiêu hao nhiên liệu con này nè, nó sẽ rơi vào tầm từ 6 lít tới 9 lít. Tiết kiệm hơn con Tucson nhiều nha. Đây là cái đuôi lớp gió có sẵn. Cái này thì nó không được trang bị anten vây cá ha, các bác có thể mua thêm. Sấy kính sau, camera lùi, cảm biến lùi là chắc chắn có nha các bác. Xe Hyundai thì rất nhiều xe được trang bị cảm biến lùi. Ở đây có một cái điều mà nhiều bác mua xe về là hay hỏi lại tư vấn bán hàng là ở cái chỗ nó có hai cái đèn này này, đèn này hai bên. Nhưng mà khi các bác lùi thì nó chỉ sáng có một bên thôi, đèn này đèn lùi, bên kia nó không sáng. Thì cái đèn bên kia đó nó là cái đèn sương mù, hai cái nó nằm ở vị trí đối xứng nhau. Nhìn nó giống nhau luôn nhưng mà nó là hai chức năng khác nhau nhé. Nhiều bác cứ tưởng đèn bị hư nhưng không phải. Đây là cái xe mà được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, cho nên nó có những cái nó hơi lạ, nó không giống những cái xe khác đâu. Nhớ cho các bác cái đèn này này. Đây chính là đèn lùi. Lùi thì chỉ có bên phải thôi, bên phải nó sáng. Còn đèn bên kia bật đèn sương mù phía sau đi thì nó sẽ sáng lên cho các bác. Dòng này thì cốp mở cơ nha. Đây phải nâng tay lên, hai cái ti nó trợ lực sẵn. Mấy cái này không thích tháo ra được hết nha. Thì các bác xem cái dung tích cốp thì cũng không quá rộng đâu, tại vì kích thước không phải là thế mạnh của con này. Nhưng mà mình có thể gập hai cái ghế phía trước này xuống. Nếu mà chở hàng thì cứ gập xuống. Ví dụ chở chó mèo gì đó muốn không gian rộng thì cứ gập cái ghế cái xuống, tháo cái này ra. Dưới này bánh sơ cua là mâm sắt nha các bác. Rồi tôi sẽ đi vào nội thất. Ở đây là nhựa thôi các bác, nhựa cứng. Ở đây có một phần da này, da ở đây, bên này nhựa cứng. Ở đây cũng hơi mềm chứ không phải là quá cứng, trên này nó sẽ là cứng. Sang trang bị là 6 loa. Ghế thì ngã như này là hết cỡ rồi, không trượt không ngã được, như này thôi các bác. Và trang bị dây đai 3 điểm hết, 3 dây đai 3 điểm, từ đầu có thể nâng hạ được hết. Tay nắm cửa, trần thì trần nỉ. Ở đây thì con này cũng không có trang bị cái cổng sạc hay là cái cửa gió hàng ghế thứ hai. Đây là một cái điểm thua thiệt của nó so với các con khác trong phân khúc ha. Nhưng mà đây là con xe thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu đó các bác. Người châu Âu người ta đi được đấy. Nhưng mà người châu Âu người ta không đi full nhiều như mình đâu. Người ta đi một hai người thôi. Ở Việt Nam mình thì đi cả gia đình lận. Xe thì sẽ được trang bị auto lock nha. Có nghĩa là chạy khoảng 15-20 km một giờ nó tự động nó lock cửa. Ghế tài của mình sẽ là chỉnh điện 10 hướng. Còn ghế phụ thì là chỉnh cơ. Trang bị bọc da nguyên zin nhé, da màu đen, chỉ màu trắng. Xe không được trang bị phanh tay điện tử. Tầm giá này phanh tay điện tử sẽ có con MG ZS. Các bác cần option giá rẻ thì cứ MG ZS mà chơi. Vô lăng bọc da kiểu thường thấy trên các xe Hyundai nhé. Ga tự động các thứ, các cái trang bị cơ bản là có sẵn. Trợ lực điện là chắc chắn rồi. Đây, cái màn hình này cũng cổ điển giống như con trên Tucson thôi các bác. Không đòi hỏi nhiều ở một cái xe tầm 600 được. Tại vì thế mạnh nó nằm ở an toàn hết rồi, các cái hệ thống an toàn. Trên này là nhựa cứng hết đó các bác. Màn hình dạng nổi khối lên.
kích thước là 7 inch, vừa cảm ứng vừa trên này nè, muốn cảm ứng thì chọt ở đây, còn không thì mình cứ xài các cái phím cơ bản ở đây nè, nó có các phím home này nọ, mình cứ bấm xài thôi. Và có kết nối Apple CarPlay Android Auto nha các bác. Bản đồ tiếng Việt được trang bị sẵn, update miễn phí, 6 tháng vào đại lý update một lần. Bluetooth là có hết. Và nó xài cái chip giải mã âm thanh là gọi là Akamid. Có thể hiểu là âm thanh con này với trên Tucson là nghe hay như nhau, nhưng mà không hay bằng Santa Fe đời mới đâu, hay bằng Santa Fe đời cũ thôi nhé. Điều hòa tự động này các bác, nhưng mà tự động chỉ có một vùng nhé. Suối này thì nó sẽ không có sạc không dây, sạc không dây sẽ có trên phiên bản cao hơn. Cần số, hộp số tự động 6 cấp, bọc da hết. Bright Mode sẽ có 3 chế độ lái, cái nút này là tắt cảm biến, cái này là hỗ trợ xuống dốc, sẽ có chức năng là hỗ trợ khởi hành ngang dốc nữa. Chìa khóa các xe Hyundai là khá giống nhau, chỉ có con Santa Fe đời mới thì chìa khóa nó sẽ khác một xíu. Đây. Trong này có một cái đèn này các bác, sách hướng dẫn sử dụng các thứ. Đây là chống chói tự động nha. Gương. Cái cảnh báo điểm mù các bác có thể tắt được, có thể tắt nút ở đây nè. Đấy, bây giờ về các cái trang bị an toàn thì Kona rất là nhiều nha các bác, rất nhiều đồ chơi, nhiều nhất phân khúc luôn, cam kết với các bác luôn á, tầm giá khoảng 6-700 hạng B crossover thì không có con nào được trang bị công nghệ an toàn nhiều hơn Kona cả. Tôi sẽ liệt kê như sau. 6 túi khí, trong xe là hàng trước hàng hai là trang bị 6 túi khí, hai túi khí trước, túi khí hông, túi khí rèm là có hết. Cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, rồi cảm biến áp suất lốp, camera lùi, cảm biến lùi, cảnh báo điểm mù trên gương có luôn nhé. Thậm chí nó còn có một cái chức năng rất là hay gọi là cảnh báo lùi, khi mà có phương tiện khác ngang nó sẽ cảnh báo luôn cho các bác, rất nhiều. Đấy, đấy là những cái gì trên con xe này tôi đã mô tả cho các bác với mức giá sau khi giảm giá còn 631 triệu. Giá chưa lăn bánh, lăn bánh sẽ hơn 700. Các bác cần tôi tư vấn gì đó hoặc là cần tham khảo thêm nhiều cái dòng xe khác thì các bác có thể alo cho tôi theo cái số trên tiêu đề. Tôi sẽ hỗ trợ cho các bác. Cảm ơn các bác nhé.